Đây là một chiếc xe lớn. Điều đặc biệt là chiếc xe này có thể chở cả trăm người, nhưng đi bằng hai bánh và gần như không chiếm diện tích mặt đường. Hoạt động giống như những phương tiện giao thông công cộng hàng ngày khác, chiếc xe này cũng đón và trả khách tại các điểm trung chuyển, khiến thiết kế mới này được kỳ vọng sẽ mang tính khả thi cao. Chiếc xe hai bánh độc đáo này là kết quả nghiên cứu của một nhóm 20 nhà khoa học đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Lần đầu tiên, khái niệm về thiết kế của một chiếc xe buýt đã thay đổi hoàn toàn. Không dừng lại ở đó, các nhà khoa học hiện đang tiếp tục nghiên cứu và sớm đưa ra mẫu thiết kế mới dành cho xe cứu hỏa với tính ứng dụng và linh hoạt cao. Nếu phương pháp di chuyển bằng những phương tiện giao thông công cộng độc đáo như trong video trở thành hiện thực, chắc chắn nhiều người sẽ sử dụng phương tiện này để tránh tắc đường. Cũng nhờ đó, tình trạng ùn tắc giao thông sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí là biến mất. Tuy nhiên, có lẽ phải mất một thời gian nữa thì phương pháp di chuyển độc đáo này mới có thể trở thành hiện thực.